Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học sử dụng câu lệnh if và if else. Nội dung của bài học hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức đầy đủ về cấu trúc của lệnh if và cấu trúc của lệnh if else. Như bài học trước các bạn đã biết là lệnh if và if else là nó nằm trong cái bộ lệnh về cấu trúc điều khiển ha. Mình có là if else nè, rồi switch case ha và vòng lặp. Nha, các bạn nhớ là phân biệt ba loại cấu trúc điều khiển của bài trước. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đi vào cấu trúc của lệnh if. Thì các bạn thấy là cú pháp của lệnh if ha, if expression rồi statement. Thì cái này ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa là cái expression này là một biểu thức điều kiện ha. Đây là một biểu thức điều kiện. Thì nếu như cái biểu thức điều kiện này nó đúng á, thì cái lệnh này thực thi ha. Cái cú pháp thứ hai là block ha. Block là khối lệnh, có nghĩa là nếu biểu thức điều kiện này đúng thì lệnh hoặc là một khối lệnh nào đó nó được thực thi. Các bạn lưu ý là khối lệnh thì được đặt trong dấu nháy, dấu ngoặc nhọn ha. Các bạn nhớ ha, bài trước mình có nhắc các bạn là khối lệnh và khối lệnh đó ha. Rồi thì lưu đồ cú pháp của lệnh if thì nó cũng khá là đơn giản thôi ha. Mình nhớ là lưu đồ giải thuật đó thì cái biểu thức điều kiện là mình đặt bằng cái hình thoi đúng không ạ? Như vậy thì ở đây cái lưu đồ của mình là nếu như cái expression này đúng, có nghĩa là biểu thức điều kiện này đúng thì nó thực hiện cái khối lệnh hoặc là thực hiện lệnh ha, lệnh hoặc khối lệnh. Còn nếu mà biểu thức điều kiện này sai thì nó sẽ không thực hiện và nó thoát ra khỏi cái vòng if này ha, và nó sẽ kết thúc cái lệnh if ha. Thì mình thấy là lệnh if nó khá là đơn giản ha. Rồi tiếp theo, đây là một cái chương trình minh họa cho các bạn về tìm số lớn nhất của hai số nguyên AB nhập từ bàn phím. Đầu tiên là các bạn thấy là mình nhập số A nè, mình nhập số B nè. Rồi mình sẽ giả sử mình gán mắc bằng B đi ha. Đầu tiên mình gán mắc bằng B thì nếu như mà A lớn hơn B thì mình gán lại mắc bằng A. Thì giả sử nó không lớn hơn thì cái điều kiện cái statement này nó không thực thi thì mắc nó vẫn bằng B. Đúng không ạ? Như vậy thì kết thúc cái lệnh if này á, thì mình sẽ xuất ra mắc là số lớn nhất ha. Các bạn thấy cái đoạn chương trình này cũng khá là đơn giản ha. Xíu nữa mình có thời gian thì mình sẽ gõ lại cái đoạn chương trình này minh họa cho các bạn nó chạy như thế nào ha. Rồi bây giờ mình qua cái cấu trúc thứ hai là cấu trúc if else. Cấu trúc if else thì nó giống như là cấu trúc của if, nhưng mà nếu cái biểu thức điều kiện này không đúng thì nó làm cái gì? Nếu như if không thì nó sẽ không làm gì hết, nhưng mà có else thì nó sẽ thực hiện. Ở đây cú pháp là if expression statement 1 else statement 2 hoặc là block 1 else block 2. Thì ý nghĩa của nó là gì? Nếu cái biểu thức điều kiện này đúng thì tôi thực hiện lệnh hoặc khối lệnh số 1. Còn ngược lại cái là sai thì tôi thực hiện lệnh và khối lệnh thứ hai. Nó rất là đơn giản. Thì ở đây lưu đồ cú pháp cũng vậy thôi. Nếu điều kiện còn đúng thì tôi thực hiện statement 1, còn điều kiện sai tôi thực hiện statement 2 và kết thúc cái cấu trúc if else. Thực ra là cái lệnh này khá là đơn giản nha các bạn. Rồi cũng giống như bài hồi nãy ha, mình minh họa giống như bài hồi nãy là cũng nhập vào AB và tìm số lớn nhất. Thì thay vì hồi nãy mình có gán đúng không? Mình có gán mắc bằng B rồi đó, if A lớn B thì mắc bằng A. Thì bây giờ mình không cần thiết như vậy nữa. Mình sẽ làm thẳng vô luôn. Nếu A lớn B thì chắc chắn A là số lớn nhất. Và ngược lại nè thì chắc chắn B là số lớn nhất. Đây là minh họa về cấu trúc if else. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ mở chương trình lên, tôi gõ thử minh họa cho các bạn thấy ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ, cái này tôi đã tạo sẵn include rồi hàm main rồi ha. Mình sẽ khai báo hai biến nè, A, B. Rồi mình xuất ra thông báo nhập A cin A đúng không? Rồi tương tự ha. Nhập B. Rồi. Nếu bây giờ mình minh họa lệnh if trước đi ha, minh họa mình if này trước đi, thì mình sẽ dùng một cái biến mắc nữa đi ha, mắc Rồi, đầu tiên mình gán cái gì? Mình gán mắt bằng B, đúng không? Rồi, nếu mắt bé hơn A, lỗi cái này rõ sai, hoặc là A bé hơn mắt, A lớn hơn mắt gì đó, ngược lại cũng vậy, không sao ha. Nếu mắt mà bé hơn A thì mắt bằng A, đúng chưa? Rồi, như vậy các bạn thấy là kết thúc cái lệnh này xong á, thì biến mắt chính là giá trị lớn nhất rồi, thì mình xuất ra cout giá trị lớn nhất là, đúng không? Rồi mắt, được chưa? Rồi mình chạy thử ha, mình gõ số A bằng 3 đi, B bằng 4 thì giá trị lớn nhất là 4 ha. Làm lại A bằng 4, B bằng 2, giá trị lớn nhất là 4 rồi, đúng ha. Bây giờ cũng tương tự ha, mình làm if else đi, thì không cần phải khai báo cái này, đúng không? Nếu A lớn hơn B thôi, đúng không? Thì mình làm gì? A lớn hơn B thì mình in giá trị lớn nhất là A, ngược lại, đúng không? Ngược lại thì mình in cái gì? Giá trị lớn nhất là B. Rồi, thì mình trình 3, 4 lớn nhất là, sai rồi, A lớn hơn B thì giá trị lớn nhất là A. Chỗ này do mình chưa có copy mà chưa sửa ha, B. Rồi, A bằng 3, B bằng 4, giá trị lớn nhất là 4, được chưa? Rồi tiếp theo A bằng 4, B bằng 3, giá trị lớn nhất là 4. Rồi sau khi các bạn chạy chương trình xong rồi, các bạn thấy là việc mình tìm hai số A, B, số nào lớn nhất thì bằng cái câu lệnh if hoặc là if else, câu lệnh nào cũng được ha. Như vậy thì tổng kết lại là các bạn đã học xong cái cấu trúc điều khiển là lệnh if hoặc là if else. Thì bài học chúng ta kết thúc tại đây.